vị đã biết, vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 là phát tập đầu tiên, cũng là số mà có sự góp mặt của cố nghệ sĩ Chí Tài. Trước khi anh đi là chương trình này là một trong những chương trình cuối cùng của anh. Anh vẫn đồng hành với chúng tôi, vẫn chạy, vẫn cười để vượt qua những khó khăn, những thử thách, để thay đổi một cuộc đời. Và mong tất cả các quý vị khán giả khi xem hình ảnh này nhớ mãi người nghệ sĩ này. Dạ, em tên là Nguyễn Tuấn An, học sinh lớp 11A2 ở trường Trung học phổ thông Đức Linh. Em 16 tuổi ạ. Còn mẹ em là Phạm Thị Thơm, nay 52 tuổi ạ. Mẹ bị chứng bệnh tâm thần ạ. Lúc mà bệnh nó tái phát thì mẹ quậy phá đồ đạc trong nhà, nói chung là mọi thứ hết. Em Tuấn Anh đang bị bệnh viêm tủy. Bệnh thế nào thì mẹ không biết nữa. Nhà em mưa gió to thì nó rụt vào nhà, vào cả giường. Lúc em đang học bài thì nước nó tạt vô thì phải cố gắng ra chỗ khác lau khô bàn đi rồi học tiếp ạ. Cho em hỏi nè, và hôm nay tới với chương trình anh cảm nhận như thế nào? Anh thấy đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Tại biết là cái sức mình năm nay là đã 62 tuổi rồi, nhưng Tài vẫn cố gắng để đem cái tấm lòng của mình đóng góp một phần nhỏ cho gia đình em Tuấn Anh. Bữa nay bỏ thì anh với Tài mời qua bỏ một cái luôn. Chú Bơm chào đi, dậy đây. Rồi bố Bơm thì sửa giùm chú cái này đi. Cho em cái đó. Cảm ơn bà con thị trấn Phước Hải, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.